Công ty Bình Minh xin kính chào bà con. Trong ngành chăn nuôi, chi phí đầu tư luôn là vấn đề khiến cho bà con chăn nuôi phải tính toán kỹ lưỡng. Nếu như trước đây, nguồn thức ăn chính của vật nuôi là các loại cám công nghiệp, thì xu hướng hiện nay đang có sự thay đổi dần sang các loại cám do người chăn nuôi tự chủ động sản xuất. Và loại máy móc hiện đại hỗ trợ cho họ chính là máy ép cám viên. Với mục tiêu không ngừng cố gắng và hoàn thiện, mới đây, đội ngũ kỹ thuật của công ty Bình Minh cho ra đời dòng sản phẩm máy ép cám viên trục đứng S270. Máy có thể ép được các nguyên liệu thô như ngô nguyên hạt, cua, cá, ốc nhỏ, chuồn quế, bã bia cùng nhiều nguyên liệu khác thành cám viên cho gia súc, gia cầm. Với dòng máy ép cám viên S270, bà con có thể chủ động thay đổi nguồn nguyên liệu đầu vào tùy theo giai đoạn phát triển của vật nuôi, tận dụng những nguồn nguyên liệu có sẵn tại địa phương, giảm chi phí đầu vào, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Máy ép cám viên S270 sử dụng dòng điện 380V, động cơ 11kW của Việt Hung, 100% dây đồng. Máy có tính năng nghiền nhỏ các nguyên liệu, xay nhuyễn và ép các nguyên liệu xuống mặt sàng một cách nhanh chóng. Máy cho năng suất từ 350 đến 450 cân một giờ, tùy vào nguyên liệu ép. Khi mua máy, bà con có thể lựa chọn một trong 3 mặt sàng, 3 ly, 4 ly hoặc 5 ly. Báo giúp bà con có thể lựa chọn những mặt sàng phù hợp nhất cho vật nuôi. Hệ thống dao cắt của máy giúp bà con có thể dễ dàng điều chỉnh được độ dài ngắn của viên cám sao cho phù hợp nhất. Máy sử dụng hộp cầu số ô tô giúp cho máy sử dụng ổn định hơn. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng bởi đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm nên chúng tôi xin cam kết về chất lượng và giá thành hợp lý nhất. Khi mua máy của công ty, quý bà con sẽ được hưởng chính sách bảo hành tốt nhất, được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật nhiệt tình nhất. Bà con có thể đến trực tiếp công ty để xem máy, thử máy và mua máy. Đối với những khách hàng ở xa, công ty chúng tôi sẽ giao hàng trên toàn quốc qua đường bưu điện hoặc gửi xe khách. Công ty có trụ sở tại địa chỉ 281 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội. Mọi thắc mắc về sản phẩm, bà con có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline 0911 754422 0946 249955. Chúc bà con sức khỏe, chăn nuôi thành công. Xin cảm ơn.